Bộ Công Thương vừa ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2023-2025. Theo đó, về điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phải được đặt tại các vị trí có giao thông thuận lợi, đông người qua lại, tập trung nhiều khách du lịch, khu dân cư đông đúc, như tại khu vực các cửa hàng ở nhà ga, sân bay, bến xe, bến tàu, các trạm, điểm dừng, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, v.v. Về sản phẩm, tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phải là sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quy định của pháp luật về an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường, đáp ứng các tiêu chí như sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên theo bộ tiêu chí đánh giá. Phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành, sản phẩm trong danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng miền do Sở Công Thương lựa chọn.